Kinh Địa Tạng Nguyện Hương Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đốt nén tâm hương trước Phật Đài Ngũ phần dân trọn đức như lai Cầu xin nhân loại lên bờ giác Hạnh phúc bình an đến mọi loài đệ tử chúng con một dạ chí thành quỳ trước điện phật thiết lễ cầu siêu trì kinh địa tạng nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn lời phật dạy được phổ biến muôn nơi người người từ bỏ tham giận si mê tưới tẩm từ bi hạnh phúc làm lành lánh dữ thương yêu đùm bọc lẫn nhau thế giới dứt nghiệp binh đao muôn loài an vui tự tại ngưỡng nguyện cho chư hương linh thấu rõ vô thường vô ngã xả bỏ huyễn thân tứ đại tiêu dao miền tịnh cảnh thác hóa chính phẩm sen nghiệp dứt khỏi ba đường làm bà con phật pháp cầu pháp giới chúng sinh đồng lên bờ giác ngộ nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát đảnh lễ Tam Bảo, Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi trí tuệ rạng ngời là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, như vầng trăng sáng lung linh, soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. Tăng là những bậc chân tu, biết đời huyễn mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương tán hương, lò hương vừa bén chiên đàn, tỏa sông Pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báu các tường, xin Phật chứng giám tâm hương chí thành. Pháp thân các Phật tịnh thanh, chứng minh hương nguyện phước lành rưới ban, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát phát nguyện trì kinh, lại đấng thầy ba cõi, quy mạng Phật mười phương, nay con phát nguyện lớn, thọ trì kinh địa tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nguyện cho người thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, sống an vui giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tán Dương Giáo Pháp Pháp Phật cao siêu lý rộng sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con gặp được xin trì tụng, nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm màu, Nam mô khai pháp tạng Bồ Tát, Nam mô khai pháp tạng Bồ Tát, Nam mô khai pháp tạng Bồ Tát. Tạng Bồ -Tát. Chí tâm quy mạng lễ, đức giáo chủ ngục tù tối thẳm bậc đại nhân địa tạng thương đời từ bi cứu độ muôn loài trải trăm ngàn kiếp không lui nguyện hùng địa dày chắc tạng nguồn chứa đủ cõi phương nam trời nở mây thơm trăm hoa vần vũ nhã hương mây xin mưa báo không lường đang xen cảnh đẹp mắt trang nghiêm hiến có hàng trời người hỏi cớ duyên chi phật rằng địa tạng đến đi gieo trồng nguyện lớn độ vì thế gian ba đời phật đồng thanh khen tặng hàng đại nhân tin tưởng tán dương nay còn có sẵn thiện nhân ngợi khen địa tạng phước tăng vô cùng lòng từ lớn dung thông hạnh thánh trải bao đời độ tận muôn loài gậy vàng cầm sẵn trong tay, giọng tan cửa ngục cứu đời khổ đau, viên châu quý trước sau tỏ sáng, hào quang soi ba vạn đại thiên, diêm vương trước điện uy nghiêm, đài soi nghiệp cảnh gắn liền tội căn địa tạng bồ tát thượng nhân chứng minh công đức của dân diêm phù nam mô giáo chủ ngục tù độ sinh bao kiếp giả từ khổ đau nếu tù ngục nơi đâu còn chỗ phật chưa thành vì độ chúng sinh muôn loài cứu thoát trầm luân mới nên quả phật hoàn thành nguyện xưa Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Phẩm 1 Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi Phóng Quang Tuyên Cáo Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật thuyết pháp cho mẹ tại cung Đao Lợi đến với Pháp hội còn có vô số các Phật Thế Tôn và Đại Bồ Tát ở các thế giới khắp cả mười phương. Các ngài đồng thanh ca ngợi lời rằng, thật là lành thay Đức Phật Thích Ca trong đời năm trượt. Thế giới mong manh thấy biết sai lầm chúng sanh can cường não phiền nghiệp chướng tuổi thọ ngắn ngủi Có thể vận dụng phép màu tuệ giác chẳng thể nghĩ bàn Để giáo dục đời và người ương ngạnh giúp họ hiểu được khổ đau hạnh phúc khi vừa dứt lời các Phật thế tôn đều nhờ thị giả vấn an đức Phật Thích Ca lịch sử. Bấy giờ đức Phật nở nụ cười tươi phóng ra trăm ngàn ánh sáng rực rỡ, ánh đại viên mãn, ánh đại từ bi, ánh đại trí tuệ, ánh đại tuệ giác, ánh đại tam muội, ánh đại cát tường, ánh đại phước đức, ánh đại công đức, ánh đại quy y, ánh đại tán thán. Sau đó Đức Phật phát ra âm thanh đủ mọi sắc thái vô cùng nhiệm màu. Âm thanh bố thí, âm thanh đạo đức, âm thanh nhẫn nại, âm thanh tinh tấn. Âm thanh thiền định, âm thanh bát nhã, âm thanh từ bi, âm thanh hỷ xã. Âm thanh giải thoát, âm thanh vô lậu, âm thanh trí tuệ. Âm sư tử rống, đại sư tử rống, âm thanh mây sấm và mây sấm lớn. Trời thần hội họp sau khi Đức Phật phát ra vô số âm thanh màu nhiệm, hàng ngàn trời rồng ma quỷ thần linh ở cõi ta bà và hành tinh khác đều đến hội họp tại cung đao lợi. Loài trời bao gồm trời tứ thiên vương, cõi trời đao lợi, trời tu diệm ma, trời đau xuất đà, cõi trời hóa lạc tha hóa tự tại, cõi trời phạm chúng, cõi trời phạm phụ, cõi trời đại phạm. Cõi trời thiểu quan, trời vô lượng quan, cõi trời quan âm, cõi trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, cõi trời biến tịnh cõi trời phước sinh, cõi trời phước ái, cõi trời quảng quả, cõi trời vô tưởng, cõi trời vô phiền, cõi trời vô nhiệt, cõi trời thiện kiến, cõi trời thiên hiện, trời sắc cứu cánh, trời đại tự tại, trời phi phi tưởng. Ngoài các thiên chúng còn có các thần ở quốc độ này và quốc độ khác cùng đến hội họp. Trong đó gồm có thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần suối, thần lúa, thần ngày, thần đêm, thần chủ không gian, thần chủ thiên giới, thần chủ ẩm thực và thần thảo mộc có các quỷ lớn ở cõi Ta bà và cõi khác như quỷ vương mắt dữ, quỷ vương ăn huyết, quỷ vương ăn tinh, quỷ ăn thai trứng, quỷ gây hành bệnh, quỷ vương trừ độc, quỷ vương từ tâm, quỷ vương phước lợi, quỷ vương ái kính. Hạnh nguyện địa tạng. Bây giờ Đức Phật Bảo Pháp Vương tử văn thù sư lợi Ông hãy quan sát các đức Phật khác và đại Bồ Tát, thiên long quỷ thần ở thế giới này hay thế giới khác rồi cho biết rằng có bao nhiêu vị hiện đang có mặt tại cung đao lợi. Bồ Tát Văn Thù liền trả lời rằng, bạch đức Thế Tôn, dù con dùng sức trí tuệ thần thông tính đếm ngàn đời cũng không biết được số lượng bao nhiêu. Đức Phật dạy rằng, ngay bản thân ta dùng mắt Phật nhìn cũng không đếm hết số lượng ngần ấy, số thánh phàm này đều do công của Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp trước, hoặc đã hóa độ và đã thành tựu, hoặc đang hóa độ và đang thành tựu, hoặc sẽ hóa độ và sẽ thành tựu. Bồ Tát Văn Thù bạch Đức Phật rằng, nhiều kiếp về trước con hành thiện pháp và chứng đắc được trí tuệ vô ngại, nên nghe Phật nói con liền tin nhận các bậc thanh văn tám bộ thiên long và người đời sau dẫu nghe lời thật của đức thế tôn vẫn không tránh khỏi thái độ nghi ngờ dù kính tin nhận chưa chắc đã khỏi tình trạng dị nghị con xin thế tôn giảng dạy rộng rãi trong lúc tu nhân Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện gì đã tu hạnh nào mà thành tựu được việc khó nghĩ bàn như người vừa dạy? Đức Phật dạy rằng, nếu dùng phép tính đếm hết cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, tre lau, núi đá và tất cả bụi trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, giả dụ mỗi vật là một sông hằng rồi mỗi hạt cát trong mỗi sông hằng là một thế giới, lấy mỗi hạt bụi trong từng thế giới tính làm một kiếp, rồi lấy số bụi chứa trong một kiếp tính thành kiếp số, thì Ngài Địa Tạng từ khi chứng được giai vị thứ 10 của hàng Bồ Tát cho đến ngày nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ như vừa nêu trên. Trong đời hiện tại hoặc đời vị lai, có trang thiện nam hay tín nữ nào nghe được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tán tháng chiêm ngưỡng lễ bái trì niệm hiến cúng thành tâm, thậm chí vẽ khắc chạm trổ đắp sơn hình tượng địa tạng, thì người như vậy sẽ được sinh về cõi trời đao lợi đến cả trăm lần không còn đọa lạc vào các đường dữ triệu phú phát nguyện này ông văn thù trong nhiều kiếp trước không thể tính đếm tiền thân địa tạng là một triệu phú thời ấy có phật hiệu là sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai vị triệu phú ấy thấy phật tướng hảo ngàn thước trang nghiêm liền hỏi ngài rằng đã tu hạnh gì được thân tướng hảo khi ấy sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai bảo triệu phú rằng muốn được thần tướng trang nghiêm lạ thường, phải xiền dấn thân trong thời gian dài cứu thoát chúng sinh khỏi vòng đau khổ giúp họ an vui. Triệu Phú nghe xong liền phát nguyện rằng kể từ hôm nay đến vô số kiếp ở đời tương lai, con xin sẵn lòng vì các chúng sinh đã từng khổ lụy ở trong sáu đường, sử dụng phương tiện và pháp tùy duyên giúp cho mọi loài đều được giải thoát, rồi chỉ sau đó con mới bước lên quả vị Phật Đà. Do lập nguyện lớn trước Đức Thế Tôn, nên đến ngày nay dẫu đã trải qua trăm ngàn vạn kiếp địa tạng vẫn còn làm vị bồ tát thánh nữ cứu mẹ nhiều kiếp về trước không thể tính hết có phật hiệu là giác hoa định tự tại vương như lai tuổi thọ phật này đến bốn trăm ngàn vạn ức kiếp số trong thời tượng Pháp có một người nữ dòng bà La Môn sâu dày phước đức mọi người kính phục đi đứng nằm ngồi được thần hộ vệ. Bà mẹ của cô mê tín tà đạo khinh ngôi tam bảo. Dù được con thảo hết lòng cản khuyên, dùng mọi phương tiện giải thích cặn kẽ hồng giúp cho mẹ có cái nhìn đúng về Phật Pháp Tăng, bà mẹ khăng khăng không thể tin hẳn. Chẳng bao lâu sau bà mẹ qua đời nghiệp thức đọa vào ngục tù vô gián nữ bà La Môn biết mẹ còn sống bài bác nhân quả phải theo nghiệp giữ đọa xa đường ác. Vì muốn cứu mẹ, cô bán nhà cửa mua nhiều hoa quả các loại vật phẩm dân cúng chùa tháp thời Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai Đại Giác đối diện trước Phật đủ các nét đẹp từ bi trang nghiêm trong một ngôi chùa, nữ bà La Môn kính ngưỡng chiêm bái, tự nghĩ thầm rằng Phật là đại giác bậc đại trí tuệ thấu rõ mọi điều. Nếu ngài còn sống khi mẹ con mất con đến hỏi ngài, hẳn ngài biết được cảnh giới mẹ con đã tái sinh về. Vừa nghĩ đến đó cô càng buồn tuổi rơi lệ không nguôi mắt chăm nhìn Phật với lòng tha thiết từ trên hư không bỗng có tiếng rằng Này nữ hiếu kia con đừng bi lụy sầu khóc thảm thiết Ta sẽ giúp con biết được cảnh giới mẹ con sinh về Thánh nữ chắp tay hướng lên không gian cung kính thưa rằng Xin cho con biết ngài là ai vậy có thể giúp con giải tỏa nỗi đau Từ khi mẹ con qua đời đến giờ con nhớ đêm ngài không biết hỏi ai cho rõ mẹ con thác sinh chốn nào Trong không gian ấy lại có tiếng bảo Ta là Đức Phật quá khứ xa xưa, giác hoa định tự tại vương như lai mà con đang lễ. Thấy con hiếu thảo trội hơn thường tình nên ta đến đây chỉ dạy cho con. Cô vừa nghe xong chấn động cảm xúc té xỉu trên đất chân tay rã rời. Những người bên cạnh vội vàng đỡ dậy khi vừa tỉnh lại cô liền ngưỡng vọng tách bạch lời rằng Xin Phật thương con dạy cho con biết thế giới mẹ con đã phát sinh về. Thân tâm của con buồn đau như chết. Đức Giác Hoa định tự tại vương Phật liền dạy cô rằng, khi cúng dường xong con mau về nhà ngồi thật ngay thẳng an trú chánh niệm trì danh hiệu ta, con sẽ biết chỗ mẹ con thác sinh vì thương nhớ mẹ nữ bà la môn vâng lời phật dạy thân ngồi ngay thẳng trì niệm danh hiệu của phật giác hoa suốt một ngày đêm cô bỗng thấy mình đến một bờ biển nước sôi sùng sục có nhiều thứ dữ toàn thân bằng sắt nhốn nháo nhốn nhảy dãy dụa không ngừng cô cũng còn thấy nghìn muôn nam nữ trồi lên ngập xuống trong biển lửa dữ bị các thú dữ tranh nhau ăn thịt có quỷ già dạ xoa hình thù kỳ dị nhiều tay lắm mắt nhiều chân nhiều đầu nanh chỉ ngoài miệng bén nhọn như gươm một mặt xua đuổi tất cả tội nhân đến gần thú dữ mặt khác chúng tự chụp bắt người tội túm đầu chân lại cảnh trạng thảm thương nhiều không kể xiết chẳng dám nhìn lâu nhờ sức niệm phật sâu xa màu nhiệm nữ bà la môn hoàn toàn bình tĩnh không hề sợ hãi có một quỷ vương tên là vô độc bước đến cuối đầu đón tiếp rồi nói lành thay bồ tát ngài vì việc gì sao lại đến đây thánh nữ hỏi rằng đây là chốn nào thưa ngài đây là lớp biển thứ nhất thuộc về phía tây núi đại thiết vi cô hỏi chú quỷ tôi nghe nói rằng giữa dãy núi ấy có nhiều tù ngục thật hư thế nào chú quỷ thưa rằng thật có tù ngục cô liền hỏi tiếp tôi phải làm gì để có thể đến các tù ngục đó Chú quỷ thưa rằng nếu không phải do thần lực nguyện lực thì do nghiệp lực. Ngoài hai lực này không ai có thể đến ngục đó được. Cô lại hỏi tiếp, do duyên cớ gì nước trong biển này luôn sôi sùng sục có nhiều tội nhân và lắm thú dữ? Chú quỷ thưa rằng tội nhân trong biển là những kẻ ác ở châu Diêm Phù vừa mới qua đời. Trong 49 ngày không người cầu siêu hỗ trợ công đức hầu cứu vứt họ. Trong lúc sinh tiền những người như vậy lại không tạo được nhân lành nào cả cứ theo nghiệp dữ do họ gây tạo mà cảm quả khổ trong chốn tù ngục và kết quả là họ phải lặn hụp trong biển sôi này. Phía đông biển này mười vạn do tuần có lớp biển nữa những sự thống khổ trong đó gia tăng gấp đôi biển này. Phía đông biển đó lại có biển khác nỗi khổ quằn quại càng gấp nhiều lần. Chúng sinh chịu khổ đều do nghiệp nhân xấu xa độc ác của thân miệng ý mà chiêu cảm ra quả khổ loại này gọi là biển nghiệp. Thánh nữ lại hỏi tù ngục ở đâu? Chú quỷ thưa rằng trong ba biển lửa đều là tù ngục, số đến trăm ngàn lớn nhỏ khác nhau. Tù ngục khổ lớn có 18 loại, tù ngục nhỏ hơn số đến 500. Ngoài ra còn có trăm ngàn tù ngục với nhiều thống khổ không thể kể xiết. Thánh nữ lại hỏi mẹ tôi mới mất không biết nghiệp thức thác sinh chỗ nào. Chú quỷ hỏi rằng mẹ cô khi sống quen tạo nghiệp gì? Thánh nữ thưa rằng thân mẫu của tôi dị đoan mê tín khinh chê ta đảm bảo có lúc tạm tin rồi lại bất kính chết mới mấy ngày không biết bây giờ thác sinh về đâu chú quỷ hỏi tiếp mẹ cô tên gì thánh nữ trả lời cha mẹ của tôi là bà la môn cha tôi hiệu là thi la thiện kiến còn mẹ tôi là bà duyệt đế lợi chúa quỷ chắp tay thưa thánh nữ rằng thánh nữ an tâm hãy trở về nhà chớ buồn thương nhớ nữ tội nhân đó đã sinh về trời cách đây ba ngày theo tôi được biết nhờ cô hiếu nữ làm phước cho bà hiến cúng chùa tháp thờ phật giác hoa không riêng một mình mẹ của thánh nữ được lệnh ân xá khỏi cảnh tù ngục mà các tội nhân trong ngục vô gián ngay trong ngày ấy đều được vui vẻ đồng sinh cõi trời nói rồi chúa quỷ chắp tay đảnh lễ thánh nữ cáo lui nữ bà la môn như vừa tỉnh mộng nhớ biết rõ ràng liền đối trước tượng của phật giác hoa định tự tại vương phát nguyện cao rộng con nguyện từ nay cho đến đời đời bao nhiêu chúng sinh mắc phải tội khổ thì con tìm cách với nhiều phương tiện giúp cho tất cả đều được giải thoát sống trong an vui thân tâm thơ thới đức phật bảo ngài văn thù sư lợi chú quỷ vô độc chính là bồ tát tài thủ ngày nay còn thánh nữ kia không ai khác hơn bồ tát địa tạng Phẩm 2 Phân thân tụ hội Hóa thân và quyến thuộc Lúc ấy tất cả phân thân của Ngài Bồ Tát Địa Tạng trong ngàn vạn ức các loại tù ngục ở các thế giới không thể tính đếm đều tụ hội về cung trời đao lợi do nhờ thần lực của Đức Thế Tôn từ phương xứ mình mỗi vị phân thân Bồ Tát Địa Tạng thảy đều dẫn theo trăm triệu vạn ức những người được độ thoát khỏi đường dữ đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật những người đi theo nhờ Ngài Địa Tạng giáo dục hóa độ không còn lui sụp với đạo tuệ giác cao siêu vô thượng trước khi gặp đạo từ nhiều kiếp xưa họ từng trôi lăn trong biển sinh tử chịu nhiều đau khổ không lúc nào dừng nhờ lòng từ bi và thệ nguyện lớn của ngài địa tạng họ được chứng đắc đạo quả giải thoát đến cung đao lợi lòng họ vui mừng chiêm ngưỡng như lai một thoáng không rời đức phật phó thác lúc ấy đức phật đưa tay sắc vàng xoa lên đỉnh đầu hết thảy phân thân của ngài địa tạng rồi dạy lời rằng Bồ Tát Địa Tạng ta ở trong đời năm thứ vẫn đục lại giáo hóa được những kẻ ngang bướng, làm cho tâm họ trở nên thuần hậu bỏ hẳn đường tà quay về nẻo chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn vài phần quen theo thói ác, muốn độ hạng này ta đã phân thân trăm ức muôn ngàn vận dụng phương tiện tùy duyên giáo hóa. Người căn tính cao khi nghe ta dạy liền tin nhận liền. Cũng có nhiều người ân cần khuyến hóa mới được thành tựu. Có kẻ ám độn phải giáo hóa lâu mới biết quay về. Còn kẻ nghiệp nặng khó mà phát tâm với lòng kính ngưỡng. Vận dụng phương tiện cứu độ chúng sinh ta hiện nhiều thân ứng hợp căn tánh. Khi hiện thân nam lúc hiện thân nữ trời rồng quỷ thần thậm chí hóa làm cây cỏ núi rừng dòng nước đồng bằng sông rạch ao hồ suối giếng đất đá làm lợi nhiều người rồi đổ thoát họ có khi hiện thân đế thích phạm vương chuyển luân thánh vương quốc vương đại thần có lúc hiện thân cư sĩ vương gia tể tướng quan quân hoặc thân tỳ kheo và tỳ kheo ni thiện nam tính nữ cho đến các thân thanh văn la hán duyên giác bồ tát ta đều sử dụng để độ chúng sinh đâu phải lúc nào cũng hiện thân phật mới là hóa độ Bồ Tát Địa Tạng, ta đã trải qua biết bao số kiếp dấn thân không mệt độ người tội khổ ngang bướng khó dạy. Đối với những người tâm chưa thuần hậu thì phải theo nghiệp chịu quả khổ đau. Khi những người đó xa vào đường giữ chịu nhiều khổ sở thời ông nên nhớ lời ta hôm nay, tại cung đao lợi ân cần dặn dò nỗ lực cứu độ chúng sinh ta bà cho đến đúc Phật ghi lặc ra đời, đều được tự do khỏi mọi đau khổ gặp được Phật Pháp, được Phật ghi nhận năng lực thành Phật trong đời tương lai xin theo nguyện lớn. Khi ấy phân thân Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hiệp thành một thân cảm kích rơi lệ bạch Đức Phật rằng, từ bao kiếp qua con giờ Thế Tôn diệu giác hóa độ nên được sức thần và tuệ giác lớn không thể nghĩ bàn. Theo hạnh nguyện Ngài, con đã phân thân trăm nghìn muôn ức khắp các thế giới bằng vạn ức lần các dưới sông Hằng trong mỗi thế giới con lại hóa hiện vạn ức thân hình mỗi thân hình đó con đã hóa độ hàng vạn ức người giúp họ quay về kính ngưỡng tam bảo thoát vòng sinh tử đạt được niết bàn ai biết làm lành theo lời phật dạy dù chỉ mãi mai bằng một sợi lông giọt nước hạt cát hay một mải bụi hoặc mải lông tóc con đều hóa độ giúp họ dần dần được lợi lạc lớn cuối sinh như lai đừng vì những kẻ tạo nhiều nghiệp ác sinh lòng lo lắng bồ tát địa tạng thỉnh nguyện ba lần để phật yên tâm Lúc ấy Đức Phật hết lòng khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng, lành thay lành thay ta sẽ giúp ông sớm được thành tựu lời nguyện vĩ đại. Từ bao kiếp xưa giáo dục hóa độ chúng sinh xong rồi thì mới tiến lên quả vị giác ngộ cao siêu vô thượng. Phẩm 3. Xét soi nghiệp quả Thưa hỏi nghiệp duyên Bây giờ thân mẫu của Đức Thế Tôn là Thánh Ma Gia cung kính chấp tay hỏi Đức Địa Tạng thưa ngài bồ tát người cõi diêm phù gây nghiệp khác nhau nên lúc gặt quả sẽ như thế nào bồ tát địa tạng liền đáp lời rằng trong nghìn muôn ức thế giới quốc độ nơi có tù ngục nơi không tù ngục nơi có người nữ nơi không người nữ nơi có phật pháp nơi không phật pháp thậm chí quả vị thanh văn duyên giác nơi có nơi không thiên sai vạn biệt có mặt khắp nơi đâu riêng tội báo của các tù ngục mới có sai khác Thánh mẫu Ma Gia lại thưa lời rằng, tôi muốn được nghe tình trạng tội khổ trong cõi diêm phù chiêu cảm đường dữ. Bồ Tát Địa Tạng liền đáp lời rằng, kính xin Thánh mẫu lắng nghe tiếp nhận tôi sẽ nói lượt về những điều ấy. Bồ Tát Lược Thuật Kẻ nào bất hiếu giết hại mẹ cha sẽ bị giam cầm trong ngục vô gián ngàn muôn ức kiếp chịu nhiều khổ lụy khó mong thoát khỏi. Kẻ nào cố ý hủy hoại thân Phật phỉ bán tam bảo khinh thường kinh pháp sẽ bị đọa vào tù ngục vô gián kẻ nào xâm phạm của chúng thường trú làm bẩn tăng ni trong chốn chùa chiền dâm tâm loạn tưởng ra tay giết hại sẽ bị đọa vào tù ngục vô gián kẻ nào giả dạng làm thầy sa môn lạm dụng của chùa không giữ giới đức lừa đảo tín chủ tạo các nghiệp dữ sẽ bị đọa vào tù ngục vô gián kẻ nào trộm cắp tài vật thóc gạo đồ ăn thức uống y phục người tu cho đến một vật không cho mà lấy sẽ bị đọa vào tù ngục vô gián Kính thưa thánh mẫu kẻ nào phạm tội như vừa nêu trên, khi nghiệp chín mùi sẽ bị đọa vào tù ngục vô gián. Mong tạm ngừng khổ dù trong chốc lát cũng không thể được. Tù ngục vô gián Thánh mẫu ma gia liền thưa Bồ Tát, kính đại bạch sĩ thế nào gọi là tù ngục vô gián? Bồ Tát trả lời, phần lớn tù ngục nằm trong phạm vi của núi Thiết Vi lớn gồm 18 kế có 500 sau có trăm ngàn tên gọi sai khác, về ngục vô gián chu vi tù ngục hơn 8 vạn dặm, tường thành của ngục toàn bằng sắt thép cao một vạn dặm, lửa cháy trên thành không chỗ hở trống. Trong các tù ngục có các nhà ngục nằm san sát nhau với nhiều tên gọi ứng với hình phạt, trong đó có ngục tên là vô gián chu vi ngục này muôn tám ngàn dặm chiều cao từ ngục đến một ngàn dặm toàn làm bằng sắt lửa trên suốt dưới lửa dưới thấu trên rắn sắt chó sắt phun lửa đuổi rượt tất cả tội nhân từ đây sang kia thật là run rợn trong ngục có giường rộng bằng vạn dặm mỗi người thọ hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường nghìn vạn tội nhân trong lúc thọ hình cũng thấy tương tự do nghiệp ác dữ của từng tội nhân mà phải chiêu cảm quả khổ như thế có những tội nhân chịu nhiều cực hình, trăm ngàn giả dạ xoa và các quỷ dữ răng nanh bén nhọn như lưỡi thanh gươm cặp mắt chói sáng như làng điện chớp móng tay dư đồng móc kéo bầm chặt có dạ xoa khác cầm chỉ bằng sắt đâm vào tội nhân miệng mũi thân hình hoặc trúng bụng lưng dồi lên trên không dùng chỉ đỡ lấy xốc lại trên giường chim ưng bằng sắt ăn mắt tội nhân rắn sắt siết thân cắn đầu tội nhân tất cả đốt xương và các cơ khớp đều bị đinh dài đóng dính lên tường lưỡi bị kéo ra cày bừa trên đó, ruột bị moi ra chặt thành nhiều mảnh, miệng phải mở to hướng nước đồng sôi, thân thể bị quấn bằng dây sắt nóng. Trong một ngày đêm tất cả tội nhân chết đi sống lại trăm ngàn vạn lần. Do vì nghiệp xấu chịu quả báo dữ cảm nhận như thế trải qua ức kiếp không có một giây có thể thoát được. Lúc thế giới này trong thời hoại diệt thì các tội nhân lại bị chuyển ngục ở thế giới khác. Sự chuyển ngục tù như thế tiếp nối cho đến lúc nào thế giới thành xong tội nhân liền bị chuyển về ngục cũ. Quả báo tội ác trong ngục vô gián khổ đau trăm bề không chút gián đoạn. Cảnh giới tù ngục do năm nghiệp cảm nên được gọi là tù ngục vô gián. Một là cực hình chịu suốt ngày đêm trải qua số kiếp không lúc nào ngừng nên được mệnh danh tù ngục vô gián hai là tội nhân tự thấy thân mình đầy chật cả ngục, các tội nhân khác cũng thấy thân họ có mặt khắp ngục nên được mệnh danh tù ngục vô dáng ba là hình cụ như cây chỉ ba gậy rắn chim ưng sói chó cối giả cối xây bằng đá cưa đục dao mát vạt nấu nước sôi lưới sắt dây sắt lừa sắt ngựa sắt da sống quấn đầu sắt sôi rưới thân khi nào bị đói ăn viên sắt nóng lúc nào bị khát uống nước đồng sôi năm dài chài tháng đến vô lượng kiếp trăm ngàn cực hình với bao quả khổ liên tục nối nhau không hề gián đoạn nên được mệnh danh tù ngục vô gián bốn là bất luận mọi rợ văn minh già trẻ nam nữ rồng thần trời quỷ hãy gây nghiệp dữ thì cảm quả khổ đồng đều như nhau nên được mệnh danh tù ngục vô gián. Năm là tội nhân trong ngục vô gián từ khi mới vào cho đến số kiếp trong một ngày đêm, chết đi sống lại đến trăm vạn lần, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không thể được, trừ phi nghiệp giữ trổ quả hết rồi mới được chết hẳn để đi đầu thai, sống chết liên miên trong mọi khổ đau nên được mệnh danh là tù ngục vô gián bồ tát địa tạng thưa thánh mẫu rằng tôi vừa kể lược về ngục vô gián, nếu kể chi tiết các loại hình cụ và sự khổ sở trong các ngục đó thì suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được thánh mẫu ma già vừa nghe dứt lời khôn xiết đau lòng sầu lo khôn tả chắp tay đảnh lễ lui về chỗ cũ nghiệp quả trong cõi diêm phù bồ tát tuân chỉ lúc đó bồ tát địa tạng cung kính bạch đức phật rằng con giờ sức thần của Đức Thế Tôn nên đã phân thân muôn ức thế giới, cứu vớt mọi loài đang chịu quả khổ do chính nghiệp dữ của họ tạo ra. Nếu không có được thần lực từ bi vĩ đại của Phật, thời con không thể phân thân như thế. Nay con diễm phúc được Phật phó chúc từ nay đến lúc Bồ Tát Di Lặc thành tựu quả Phật, giúp hết mọi loài trong sáu đường dữ đều được độ thoát. Xin Đức Thế Tôn chớ có lo lắng, con xin lãnh giáo làm hết tâm mình. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng, người chưa giải thoát tâm tánh bất định, hệ quen làm giữ kết thành quả khổ, siêng năng làm lành được phước an vui, làm lành hay giữ đều do hoàn cảnh ảnh hưởng chi phối, trôi lăn năm đường liên miên bất tận, mê lầm chướng nạn trải các kiếp số nhiều như vi trần cũng như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy dù tạm thoát ra rồi lại xa lưới thế nên như lai luôn thương nghĩ đến các chúng sanh đó ta rất an tâm khi biết được ông vì muốn hoàn thành lời nguyện to lớn trong nhiều kiếp trước hóa độ tất cả chúng sinh tội khổ giúp họ an vui hai vua phát nguyện khi phật dứt lời ở trong pháp hội có vị bồ tát định tự tại vương cung kính thưa rằng bạch đức thế tôn bồ tát địa tạng nhiều kiếp đến nay đã phát nguyện gì lại được thế tôn ân cần tán dương xin người từ bi giới thiệu tóm lược giúp con thông suốt đức thế tôn dạy định tự tại vương lắng nghe ghi lòng tư duy tận tường ta sẽ vì ông trình bày rõ ràng trong thời quá khứ vô lượng kiếp số không thể kể xiết lúc đó có Phật hiệu nhất thế trí thành tựu như lai là bậc đáng cúng bậc đại giác ngộ bậc biết cùng khắp bận tuệ đức đầy bậc khéo vượt qua bậc hiểu thế giới bậc điều phục đời bậc vĩ đại nhất bậc thầy trời người. Tuổi thọ của Phật đến 6 muôn kiếp. Khi chưa xuất gia ngài là tiểu vương kết bạn rất thân với vua Lân Bang cùng nhau thực hành 10 hạnh nghiệp lành làm lợi muôn dân, nhưng dân Lân Bang lại có thói quen thích tạo ác nhân, hai vị quốc vương bàn tính thần phương dắt nhiều dân chúng một vị phát nguyện mong thành Phật sớm hóa độ dân chúng giúp cho mọi người đều được giải thoát. Còn vị vua kia lại phát nguyện rằng nếu chưa hóa độ những kẻ tội khổ làm cho họ được yên vui toàn giác thì bản thân ta chưa muốn thành Phật. Định tự tại vương vị tiểu quốc vương nguyện thành Phật sớm là nhất thế trí thành tựu như lai. Còn vị quốc vương nguyện cứu muôn loài dứt hết tội khổ mới chịu thành Phật không ai khác hơn là Bồ Tát Địa Tạng. Quan mục cứu mẹ cũng trong quá khứ vô số kiếp trước có phật xuất hiện là thanh tịnh liên hoa mục như lai tuổi thọ của ngài đến bốn chục kiếp trong đời tượng pháp có a la hán đem phước đức lành giáo hóa mọi người trong lúc hóa độ a la hán gặp tín nữ quan mục thiết trai cúng giường a la hán hỏi con muốn điều gì quan mục thưa rằng mẹ con vừa mất con muốn nhờ phước bố thí cúng dường giúp cho mẹ con được nhiều lợi lạc không biết mẹ con sinh về chốn nào vị a la hán nhập định quan sát thấy mẹ quan mục đọa vào đường ác đau khổ thảm khốc ngài hỏi quan mục khi mẹ con sống gieo tạo nghiệp gì nay phải chịu khổ ở trong đường dữ Quan Mục thưa rằng thói quen mẹ con thích ăn loài cá và ba ba nhỏ, khi chiên lúc nấu tha hồ mà ăn cho sướng khẩu vị. Nếu tính số lượng đơn vị sinh mạng mẹ con đã ăn đã hơn nghìn muôn hoặc hơn thế nữa, xin tôn giả thương giảng dạy cho con biết rõ phương cách cứu mẹ giải thoát. Vị A-la-hán từ bi chỉ dạy, Ngài khuyên quan mục thành tâm trì niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, đắp vẽ hình tượng của Đức Phật này cung kính thờ phụng người còn kẻ mất đều được hưởng phước. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của nhờ vẽ ảnh Phật tôn thờ đúng pháp thành tâm tôn kính vừa thương nhớ mẹ vừa chiêm ngưỡng Phật. Đêm đến chim bao Quang Mục thấy Phật ánh vàng rực rỡ như núi Tu Di phóng hào quang lớn bảo Quang Mục rằng chẳng bao lâu nữa mẹ con tái sinh trong nhà của con khi biết đói lạnh là liền biết nói. Sau đó tỳ nữ trong nhà Quang Mục sinh một bé gái, chưa đầy ba ngày mà đã biết nói. cúi đầu tuổi khóc bé bảo Quang Mục, trong vòng sinh tử ai tạo nghiệp giữ phải chịu quả khổ. Ta là mẹ con trong nhiều năm qua sống trong tâm tối, từ khi qua đời bị đầy tù ngục. Nhờ phước con chồng ta sinh làm người thân phận hèn hạ tuổi thọ ngắn ngủi năm 13 tuổi lại phải qua đời chịu bao sầu khổ. Còn có cách gì cứu mẹ thoát khỏi? Quan Mục nghe nói biết là mẹ mình vừa nghẹn ngào khóc vừa hỏi lời rằng nếu là mẫu thân phải biết tội mình đã gieo nghiệp gì xa vào đường dữ chịu nhiều đau khổ, đứa trẻ trả lời do nghiệp giết hại và nghiệp mắng nghiết mà phải chịu khổ. Nếu không nhờ phước con làm cứu mẹ do hai nghiệp giữ mẹ chưa được thoát, quan mục lại hỏi quả khổ tù ngục là như thế nào? Đứa bé đáp rằng quả khổ cùng cực nói thật bất nhẫn, dù kể ngàn năm vẫn không thuộc hết. Quang Mục nghe xong hướng lên không gian khóc thương tác bạch, nguyện cho mẹ con thoát hẳn địa ngục hết 13 tuổi không còn nghiệp giữ không chịu quả khổ ở trong đường ác. Xin Phật mười phương thương xót chứng minh con vì mẹ con phát nguyện rộng lớn. Nếu như mẹ con thoát hẳn ba đường hết thân hèn hạ không làm thân nữ con nguyện trở đi trăm ngàn ức kiếp những kẻ tội khổ ở trong tù ngục, Ngã quỷ súc sinh trong các thế giới, con nguyện giáo hóa giúp họ thoát khỏi những khổ não ấy. Khi người tội khổ thành Phật cả rồi còn mới chứng quả vô thượng chánh giác. Vừa phát nguyện xong từ trên không trung quan mục nghe tiếng của thanh tịnh liên hoa mục như lai. Like. Hỡi này quan mục lòng từ của con lớn lao biết mấy, vì hiếu kính mẹ con đã phát nguyện vô cùng vĩ đại ta thấy mẹ con hết 13 tuổi khi bỏ thân này sinh làm phạm chí sống thọ trăm năm, đến khi qua đời sinh cõi vô ưu thọ mạng dài lâu không thể tính kể, cuối cùng thành Phật hóa độ trời người nhiều như số cát ở dưới sông Hằng. Phật bảo Bồ Tát định tự tại vương, vị A-la-hán vận dụng phước đức hóa độ quan mục chính là Bồ Tát vô tận ý vậy, mẹ quan mục chính là Bồ Tát giải thoát, còn quan mục này chính là địa tạng, vị đại Bồ Tát với nguyện rộng lớn trong nhiều kiếp trước Bồ Tát Địa Tạng vì lòng từ bi phát nhiều nguyện lớn như các sông hàng hóa độ chúng sinh một cách sâu rộng. Trong đời sau này dù nam hay nữ chưa từng làm lành gieo nhiều nghiệp dữ phủ nhận nhân quả ngoại tình vọng ngữ chia rẽ ác độc phỉ bán đại thừa, những kẻ như vậy sẽ xa đường dữ. Nếu như may mắn gặp thiện tri thức khuyến khích quy y Bồ Tát Địa Tạng trong thời gian ngắn bằng khảy móng tay, nhờ ân đức này thoát ba đường dữ nếu ai hết lòng tôn kính chiêm ngưỡng lễ lại ngợi khen dân cúng hoa hương y phục cần dùng thức ăn vật uống các thứ trân bảo thì trong tương lai muôn ức kiếp sau thường sinh cõi trời hưởng sự yên vui thù thắng vi diệu khi hết phước trời sinh xuống nhân gian thường làm đế vương trong nhiều tiền kiếp nhớ rõ ngọn ngành nhân quả thiện ác đời trước của mình. Định tự tại vương Bồ Tát Địa Tạng có nhiều sức thần không thể nghĩ bàn mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Các vị Bồ Tát hãy nhớ kinh này truyền bá rộng rãi cho tất cả loài. Định tự tại vương Bạch Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn đừng quá lo lắng. Bồ Tát chúng con số nhiều ngàn muôn nương sức oai thần của Đức Như Lai truyền bá kinh này một cách rộng rãi tại cõi Diêm Phù, giúp cho chúng sinh thảy đều lợi ích thưa thỉnh dứt lời định tự tại vương cung kính chắp tay lễ phật lui về giáo dục nhân quả trong hội bấy giờ có bốn thiên vương trấn nhiếp bốn phương đồng thời đứng dậy cung kính chắp tay bạch đức phật rằng bồ tát địa tạng từ kiếp lâu xa đã phát nguyện lớn khó thể nghĩ bàn vì lý do gì do đến ngày nay vẫn độ chưa hết chúng sinh cần độ làm ngài tiếp tục lặp lại đại nguyện cuối mong thế tôn từ bi dạy rõ Đức Phật liền bảo bốn vị thiên vương, lành thay, lành thay, vì lợi ích lớn cho các Bồ Tát và cả trời người cùng các loài khác. Đời này đời sau ta sẽ nói rõ các phép phương tiện Bồ Tát địa tạng sử dụng nhuần nhuyễn trong đường sinh tử của cõi diêm phù thuộc hệ ta bà. Vì lòng thương xót cứu kẻ tội khổ, bốn vị thiên vương Bạch Đức Thế Tôn, Chúng con tha thiết xin nguyện được nghe. Này bốn thiên vương từ kiếp lâu xa cho đến ngày nay, Bồ Tát Địa Tạng hóa độ chúng sinh chưa xong nguyện lớn là vì một mặt thương kẻ tội khổ trong đời hiện tại, mặt khác lưu tâm đến người đời sau với nhiều tội khổ dây dưa không dứt. Chính vì điều này Bồ Tát Địa Tạng phải lặp lại nguyện rộng lớn độ sinh. Bồ Tát Địa Tạng trong cõi hồng trần đã từng vận dụng nghìn muôn phương tiện giáo hóa chúng sinh, gặp người giết hại người vật thiên nhiên Bồ Tát Địa Tạng dạy rõ quả khổ bệnh tật chết yếu gặp người trộm cắp thì nói quả khổ nghèo nàn khốn khó gặp người ngoại tình thì nói quả khổ làm chim xe sẻ bồ câu uyên ương gặp người ác khẩu thì nói quả khổ thân thuộc cãi nhau gặp người chê bai thì nói quả khổ ngọng nghiệu miệng lỡ gặp người giận dữ thì nói quả khổ xấu xí tàn tật gặp người keo kiệt thì nói quả khổ nguyện ước không thành gặp người săn bắn thì nói quả khổ điên cuồng mất mạng Gặp kẻ ăn nhậu thì nói quả khổ đói khát bệnh tật. Gặp người phản nghịch bất hiếu cha mẹ thì nói quả khổ trời đất tru diệt. Gặp người thiêu đốt núi rừng cây cỏ thì nói quả khổ cuồng mê đến chết. Gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc ác thì nói quả khổ tái sinh làm người luôn bị roi vọt. Gặp người bẫy giăng bắt loài chim muôn thì nói quả khổ thân thuộc ly tán gặp kẻ ác cảm phỉ bán tam bảo thì nói quả khổ mù điếc câm ngọng gặp người khinh mạng chỉ trích giáo pháp thì nói quả khổ đọa lạc đường dữ gặp người lạm dụng tài sản tam bảo thì nói quả khổ tù ngục nhiều đời gặp người làm bẩn nết hạnh người tu phỉ bán tăng ni thì nói quả khổ đọa làm súc sinh gặp người sát vật bằng lửa nước sôi hay sự chém chặt thì nói quả khổ luân hồi đền mạng gặp người phá giới ăn thịt chúng sinh thì nói quả khổ cầm thú đói khát gặp người phung phí phá tổn của cải thì nói quả khổ nhu cầu thiếu hụt gặp người cao ngạo thì nói quả khổ tôi tớ hèn hạ gặp người đâm thọc gây rối chia ly thì nói quả khổ ngọng hay nhiều lưỡi gặp người mê tín tinh thuyết sai lầm thì nói quả khổ sinh chốn hẻo lánh nói tóm lại là người cõi diêm phù từ thân miễn ý tạo ra nghiệp giữ kết thành quả khổ nhiều đến trăm ngàn phương diện sai khác những điều nói trên chỉ là tóm lược nghiệp xấu khác nhau quả xấu cũng thế bồ tát địa tạng vận dụng trăm ngàn phương tiện thiện xảo để giáo hóa họ những kẻ xấu ác sau khi chịu khổ với những quả xấu như vừa nêu trên phải xa tù ngục trải qua nhiều kiếp khó hy vọng khỏi là bậc hộ pháp các vị bồ tát nên hộ vệ nước và bảo hộ người đừng để nghiệp giữ mê hoặc chúng sinh nghe phật dạy xong bốn vị thiên vương than thở rơi lệ chắp tay lại phật rồi về chỗ ngồi kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện quyển thượng hết hạnh địa tạng cung trời đau lợi dùng thần thông cứu giải nghiệp vương người đời năm trượt khó thông hàm vui một chút đau thương khôn cùng nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật phẩm năm tù ngục và tội báo. Phổ Hiền thưa hỏi, bấy giờ trong hội Bồ Tát Phổ Hiền thưa ngài Địa Tạng, kính mong hiền giả vì tám bộ chúng trời rồng quỷ thần nhất là loài người đời này đời sau. Nói về tên gọi của các ngục hình là nơi chịu khổ của kẻ tội ác ở cõi Ta Bà, trong đó gồm đủ châu Diêm Phù Đề để người đời sau trong thời mạt pháp biết rõ quả khổ của những nhân xấu. Bồ Tát Địa Tạng Từ Tốn đáp rằng, Kính thưa nhân giả tôi sẽ nương vào uy thần của Phật và oai lực Ngài nói đại lược qua tên gọi ngục hình các loại tội báo và các ác báo. Danh hiệu của địa ngục Phía đông Diêm Phù có một dãy núi tên là Thiết Vi, mịt mù tối tăm không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Trong đó có nhiều tù ngục khác nhau, ngục cực vô gián ngục đại a tỳ tù ngục bốn góc ngục tên dao bay ngục phóng tên lửa ngục sức núi ép ngục phóng giáo mát ngục xe sắt thép ngục giường sắt cứng ngục trâu bò sắt ngục áo giáp sắt ngục ngàn mũi nhọn ngục lừa sắt thép ngục nước đồng sôi ngục ôm cột đồng ngục lửa giữ tuôn ngục cày miệng lưỡi ngục chặt cắt đầu ngục thiêu đốt chân ngục ăn nuốt mắt ngục viên sắt nóng ngục luôn tranh cãi ngục rìu sắt bén ngục sân si nhiều chính thưa nhân giả trong núi thiết vi ngoài những ngục trên còn có vô số các tù ngục khác tù ngục keo la, tù ngục rút lưỡi, tù ngục phẫn giải, tù ngục xích đồng, tù ngục voi lửa, tù ngục chó lửa, tù ngục ngựa lửa, tù ngục bò lửa, tù ngục núi lửa, tù ngục đá lửa, tù ngục giường lửa, tù ngục cầu lửa, ngục chim ưng lửa, tù ngục cưa răng, tù ngục lột da, tù ngục uống huyết, tù ngục đốt tay, tù ngục đốt chân, tù ngục đâm ngược, tù ngục nhà lửa, tù ngục nhà sắt, tù lục sói lửa. Trong các tù ngục vừa lượt nêu trên còn có tiểu ngục hoặc 1, 2, 3, có khi hàng ngàn tên gọi khác nhau. Tất cả tù ngục đều do chúng sinh trong cõi diêm phù làm nhiều điều ác không chút ăn năn theo nghiệp chiêu cảm gánh chịu quả báo đau khổ vô cùng. Năng lực của nghiệp vô cùng mãnh liệt, cao như núi sững sâu như đại dương chứa ngăn đạo thánh. Ta khuyên mọi người đừng khinh lỗi nhỏ cho rằng không tội. Sau khi qua đời, các nhân đã gieo đều có quả báo dù chỉ mãi may cũng phải chịu lấy chí thân tình nghĩa như cha và con đường ai nấy đi nghiệp ai nấy chịu dẫu có gặp nhau đâu dễ sẵn lòng chịu khổ thay nhau nương thần lực phật tôi kể ra đây một cách sơ lược các loại ngục hình trong các cõi dữ rất mong nhân giả nghe qua điều này bồ tát phổ hiền liền đáp lời rằng đã từ lâu xa tôi hiểu rất rõ tội khổ ba đường này muốn nhân giả trình bày chi tiết để người đời sau có tâm hạnh ác nghe lời nhân giả thức tỉnh quay về nương giáo pháp phật tội báo tù ngục bồ tát địa tạng trân trọng thưa rằng bản chất tội báo trong các tù ngục là như thế này có ngục kéo lửa những kẻ tội nhân rồi cho trâu cày có ngục moi tim cho giả xoa ăn có ngục đun vạt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội có ngục nung đỏ cột đồng cháy bỏng bắt tội nhân ôm có ngục phun lửa táp vào tội nhân có ngục trong đó toàn là băng lạnh có ngục phẫn uế có ngục chứa đầy lao gai trong sắt có ngục đâm chém bằng các giáo lửa có ngục đánh đập vai lưng và bụng có ngục thiêu đốt cháy rụi tay chân có ngục rắn sắt quấn xiết tội nhân có ngục chó sắt cắn xé tội nhân có ngục toàn là đóng ách lừa sắt Quả báo tội khổ trong các tù ngục với nghìn hình cụ hành hạ tội nhân đều được làm bằng đồng sắt đá lửa. Cả bốn loại này đều do nghiệp dữ của mọi chúng sanh mà chiêu cảm ra. Nếu kể chi tiết cực hình tù ngục thì trong mỗi ngục có cả trăm ngàn cảnh khổ thảm khốc, huống chi mỗi ngục còn có nhiều ngục. Nương sức uy thần của Đức Thế Tôn và của nhân giả tôi chỉ lượt nói, nếu nói cặn kẽ trọn đời suốt kiếp cũng không kể hết. Phẩm 6. Đức Phật Tán Dương Đức Phật dặn bảo, lúc đó toàn thân của Đức Thích Ca phóng tỏa ánh sáng đẹp và vĩ đại chiếu khắp mười phương trăm ngàn cõi Phật, tương đương số các vạn ức sông hàng, rồi lại phát ra âm thanh vi diệu tuyên cáo lời rằng, tất cả bồ tát trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay ta sẽ tán dương bồ tát địa tạng khắp cả mười phương vận dụng sức thần từ bi rộng lớn không thể nghĩ bàn cứu vớt chúng sanh tội khổ vương mang sau khi như lai vô dư niết bàn các vị bồ tát trời rồng quỷ thần hãy dùng phương tiện giúp cho mọi người thoát khỏi khổ đau đạt được niết bàn phủ quản thưa thỉnh Bây giờ trong hội có vị Bồ Tát hiệu là Phổ Quảng chắp tay cung kính thưa Đức Phật rằng, hôm nay con thấy Như Lai xưng tán Bồ Tát địa tạng có thần lực lớn lòng từ vĩ đại không thể nghĩ bàn. Nhân tiện đây con cuối thỉnh Thế Tôn tuyên nói nhân quả thiện ác khổ vui. Và Ngài địa tạng đã làm lợi lạc cho rất nhiều người trời rồng bát bộ để giúp người đời cung kính tiếp nhận sống theo lời Phật. Lúc ấy Đức Phật bảo Ngài Phổ Quảng và cả Pháp hội, lắng nghe cho kỹ Như Lai sẽ nói tất cả công đức Bồ Tát địa tạng Tạng mang lại lợi lạc cho người và trời. Bồ Tát Phổ Quảng cung kính thưa rằng, Bạch Đức Thế Tôn chúng con lắng tâm và muốn được nghe. Đức Phật dạy rằng trong đời tương lai người nam hay nữ nghe được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chấp tay tán thán luyến mộ đảnh lễ theo nguyện hành trì. Nhờ công đức này thoát khỏi tội khổ lẽ ra chịu đựng suốt 30 kiếp. Lại này phổ quản người nam nữ nào vẽ hình địa tạng hoặc làm hình tượng bằng đất đá sơn đồng sắt bạc vàng, một lần chiêm ngưỡng hay là lễ bái với sự thành tâm sẽ được trăm lần sinh trời đau lợi trong thời gian dài không còn đọa xa vào các đường dữ. Đến khi phước trần cõi trời đã mãn sinh xuống nhân gian làm vị quốc vương không mất lợi lớn. Giải phóng thân nữ nếu người nữ nào nhàm chán thân nữ thì nên hết lòng học hạnh địa tạng luôn luôn tinh tấn hiến cúng hương hoa thức ăn y phục tràng phan bảo vật thì người nữ ấy sau khi qua đời trong trăm nghìn kiếp sinh vào thế giới không có nữ nhân nói chi phải chịu làm thân người nữ với nhiều đau khổ ngoại trừ trường hợp vì nguyện từ bi phải làm thân nữ để độ người khác được thân xinh đẹp lại này phổ quản nếu có người nữ chán thân xấu xí với nhiều bệnh hoạn, hãy đến trước tượng Bồ Tát Địa Tạng tha thiết chiêm ngưỡng lễ bái chí thành trong vòng 10 phút, nương nhờ phúc đức trong nhiều kiếp sống được tướng xinh đẹp không có bệnh tật. Còn nếu người nữ với thân xấu xí không chán thân nữ thì trong nhiều đời thường làm công chúa hoặc làm vương phi, con gái tể tướng hoặc con tỷ phú con nhà cao quý nét đẹp thuộc nữ, vì lòng chí thành chim bái địa tạng được phước vô cùng. Quỷ thần hộ vệ lại này phổ quản nếu có người nào cúng dường địa tạng, trỗi các nhạc cụ du dương trầm bổng ca vịnh tán dương hương hoa cúng dường, lại còn khuyến hóa mọi người cùng làm nhờ công đức ấy đời này đời sau luôn được trăm hàng quỷ thần hộ vệ, cả ngày lẫn đêm không để việc giữ lọt vào tay họ huống chi để họ phải vương tay vạ ngang trái bất ngờ khinh chê mắc tội lại này phổ quản trong đời tương lai nếu có người ác quỷ ác thần ác thấy những người lành phát tâm quy ngưỡng cúng dường ngợi khen lễ bái hình tượng bồ tát địa tạng xin lòng phỉ bán cho rằng vô phước và không lợi ích hoặc cười chế giễu nói xấu sau lưng hay chê trước mặt suối người cùng chê dù chỉ một giây do nghiệp xấu ấy ngàn vị thế tôn qua đời cả rồi quả khổ phỉ bán làm cho họ vẫn sống trong tù ngục chịu hình phạt nặng Hết hiền kiếp rồi sinh làm ngạ quỷ, ngàn kiếp sau đó lại làm súc sinh thêm ngàn kiếp nữa mới được làm người. Dẫu được làm người lại bị oan khiên bần cùng hèn hạ khiếm khuyết tật nguyền, bị thói quen xấu ràng buộc thân tâm nên không bao lâu lại xa đường dữ. khinh chê phỉ bán người thích cúng dường mà còn mắc phải quả khổ như vậy, huống chi chính mình do tâm ác kiến khinh chê phá hoại Bồ Tát Địa Tạng tội càng nhiều hơn. Tiêu trừ tội chứng lại này phổ quản trong đời tương lai nếu có người nào đau ốm liệt giường sống cũng không xong chết cũng không được đêm thấy mộng dữ bà con gặp hiểm biết bao sợ hãi hoặc bị bóng đè hoặc đi với quỷ năm qua tháng lại bệnh thành lao bại ở trong giấc ngủ kêu réo sầu khổ sở dĩ như thế là do tiến trình luận định nghiệp báo nặng nhẹ chưa phân nên lâm vào cảnh sống ương chết dở mắt phàm nam nữ làm sao thấu rõ bản chất việc đó. Trước tình thế này, thần quyến bệnh nhân nên thọ trì kinh Bồ Tát Địa Tạng với sự thành tâm một hay nhiều lần. Hãy dùng tài sản bệnh nhân luyến tiếc như đồ quý báu y phục trang sức nhà cửa ruộng vườn, khuyến khích bệnh nhân phát tâm đối trước Phật và Bồ Tát, sướng rõ danh tánh phát tâm làm lành ấn tống kinh tượng xây dựng chùa tháp cúng dường tam bảo xướng rõ ba lần để cho bệnh nhân tự mình nghe biết và phát tâm làm dẫu cho bệnh nhân thần thức phân tán trúc hơi thở cuối thời từ một ngày cho đến bảy ngày phát nguyện rõ ràng thọ trì kinh này nhờ phước đức ấy sau khi qua đời những nghiệp xấu ác năm tội vô gián lẽ ra phải chịu tù ngục lâu dài lại được thoát khỏi không còn khổ lụy tái sanh chốn nào cũng thường nhớ biết việc làm đời trước huống là có người tự mình chép kinh phổ biến rộng rãi hoặc khuyên tha nhân biên chép kinh điển, đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng sẽ được phước đôi với nhiều lợi lạc. Vì thế phổ quản nếu ông thấy ai đọc tụng kinh này, tán thán cung kính nội dung kinh này, dù chỉ một niệm thời ông nên dùng trăm ngàn phương tiện giáo hóa người đó nỗ lực tinh tấn không hề chán nản, thời người đó được nghìn muôn công đức không thể kể hết trong đời tương lai. Siêu độ vong linh lại này phổ quản người đời tương lai trong lúc ngủ sai chim bao mộng dữ gặp toàn ma quỷ hình thù quái dị buồn bã rầu rĩ khóc lóc thở than sợ hãi kinh hoàng nguyên do là vì cha mẹ chồng vợ anh em thân quyến đời này đời trước đọa lạc đường ác không tự cứu thoát không nơi cậy nhờ làm phước cứu vớt nên về báo mộng cho những người thân vì tình cốt nhục tu phước tạo đức giúp họ siêu thoát khỏi cảnh quỷ đói hỡi này phổ quản trong trường hợp đó ông dùng thần thông giúp hàng thân quyến và khuyên thân hữu đối trước hình tượng Phật và Bồ Tát tụng kinh Địa Tạng 3 đến 7 lần, nhờ sức oai thần năng lực giải nghiệp hương linh vướng lụy liền được siêu thoát không còn hiện hồn về báo mộng nữa. Thoát kiếp nô lệ lại này phổ quản trong đời tương lai những kẻ không may làm phận tôi tớ, cho đến làm người mất quyền tự do nguyên vì tội nghiệp đời trước gây ra, ý thức nghiệp cũ nên gắn sám hối nỗ lực làm mới chí tâm lễ bái Bồ Tát Địa Tạng trong suốt 7 ngày trì niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng. Đủ một muôn lần thì những người ấy khi hết quả báo làm thân hèn hạ, trong vạn đời sau sinh vào nhà giàu không còn đọa xa ba đường xấu ác. Sinh con dễ nuôi, lại này phổ quản trong đời tương lai giữa hàng vua chúa hay bà la môn thương gia cư sĩ đủ các hạng người thành phần xã hội dân tộc khác nhau có người sinh con dù trai hai gái nội trong bảy ngày hãy xuyên tụng trì kinh địa tạng này lại vì đứa bé niệm danh bồ tát đủ một muôn biến nhờ công đức này trẻ sơ sinh ấy nếu trong đời trước lỡ tạo nghiệp dữ Lẽ phải chịu khổ thì bao tội vạ thải đều thoát khỏi an ổn dễ nuôi tuổi thọ gia tăng, nếu là đứa bé sinh trong phước đức sẽ được hạnh phúc không hề bệnh tật sống trong an vui tuổi thọ hơn người. tụng kinh ngày thập trai. Lại này phổ quản. Trong đời tương lai vào ngày thập trai mùng 1, mùng 8, 14 và rằm 18, 23, 24, 28, 29, 30 vốn là những ngày kê cứu phân định các nghiệp nặng nhẹ. Tất cả cử chỉ khởi động hành vi và nếp suy nghĩ của dân Diêm Phù phần lớn đều là những nghiệp tội khổ. Huống hồ những kẻ chạy theo ác tà sát hại trộm cướp ngoại tình lừa gạt rượu chè cờ bạc ma túy ăn chơi lún sâu tội lỗi với bao phương kế không biết ngày ra. Những kẻ như thế nương 10 ngày trai đối trước hình tượng Phật và Bồ Tát tụng kinh địa tạng dù chỉ một lần, thì nơi họ ở trong vòng chu vi Đông Tây Nam Bắc 100 do tuần không có tai nạn, và quyến người ấy bất luận lớn nhỏ hiện tại tương lai nhờ phước lực này thoát khỏi tội lỗi một cách lâu dài, Tụng kinh thành tâm dù chỉ một lần cả nhà bình an không ai mắc bệnh xa lìa tai nạn ăn mặc đầy đủ. Huống chi đọc tụng hành trì miên mật không chút gián đoạn. Lại này phổ quản hãy nên biết rằng Bồ Tát Địa Tạng có nhiều sức thần màu nhiệm to lớn, mang lại lợi lạc tất cả chúng sinh không thể kể xiết. Chúng sinh diêm phù có duyên rất lớn với Ngài Địa Tạng. Ai nghe danh hiệu hoặc thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe chừng 5 7 8 hàng bài kệ câu kinh thì những người ấy hiện tại an vui với niềm vui lớn trong nhiều đời sau sinh nhà cao quý, xinh đẹp, khôi ngô, tánh tình dễ mến ai thấy cũng thương. Tựa đề của kinh, khi Phật dứt lời Bồ Tát phổ quản quỳ xuống chắp tay bạch Đức Phật rằng, kính đức thế tôn đã từ lâu xa chúng con biết rõ hạnh nguyện dấn thân của ngài địa tạng không thể nghĩ bàn vì muốn chúng sinh trong đời sau này biết được lợi ích từ nguyện lực ấy nên con thỉnh vấn nhờ đức thế tôn giảng giải rõ ràng chúng con tiếp nhận những lời người dạy bạch đức thế tôn xin người đặt danh kinh này là gì và phải thọ trì truyền bá thế nào lành thay phổ quản danh hiệu kinh này gồm có ba tên một là kinh ghi công đức bổ nguyện của ngài địa tạng hai gọi là kinh hạnh nguyện xa xưa của ngài địa tạng ba gọi là kinh năng lực thệ nguyện bồ tát địa tạng cả ba tên kinh đều căn cứ vào lời nguyện vĩ đại từ kiếp xa xưa của ngài địa tạng lợi lạc chúng sinh giúp cho thoát khổ cho nên các ông những hàng bồ tát cứu đời độ người hãy theo tâm nguyện truyền bá kinh này Bồ Tát Phổ quản nghe Phật dạy xong hoan hỷ vô cùng, chắp tay lễ Phật xin nguyện làm theo. Phẩm 7. Lợi ích kẻ còn người mất khuyến tu đạo thánh bấy giờ trong hội bồ tát địa tạng chắp tay cung kính bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn phần lớn chúng sinh trong diêm phù đề móng tâm động niệm đều gieo tội khổ nếu gặp đường lành phần nhiều thoái chuyển tâm tốt ban đầu nếu gặp đường xấu thói quen bám víu tội lỗi gia tăng trong từng ý nghĩ những người như thế khác nào như kẻ mang vác đá nặng đi trong bùn lầy, càng lúc nặng thêm khốn đốn nhiều hơn chân lúc càng sâu khó thể thoát khỏi, nếu như may mắn gặp được người thân bậc tri thức lành vác bớt một phần hay vác trọn phần, nhờ có sức mạnh vị tri thức lành vừa vác vừa dẫn làm cho mạnh chân lên được đất bằng để được an thân. Sau khi thoát hiểm lại còn khuyên lơn đừng bước chân vào con đường hiểm nạn dù chỉ nửa bước bạch đức thế tôn phần lớn con người quen theo thói xấu đều có khởi đầu từ một mảy múng dần dà phát triển đến nhiều vô lượng vượt sức tưởng tượng đến lúc sắp chết cha mẹ thân quyến phát tâm làm phước mong tạo công đức giúp cho người mất Tùy theo phong tục treo phan lộng đẹp thắp hương đốt đèn dân cúng hoa quả đọc tụng kinh điển, vẽ cúng hình tượng thọ trì danh hiệu Phật và Bồ Tát, làm cho danh hiệu thấu vào thính giác của người sắp chết hoặc vào bản thức để họ luôn biết. Căn cứ theo nghiệp dựa vào quả báo lẽ ra người ác sẽ bị đọa lạc vào các đường dữ. song nhờ người thân tạo phước duyên lành như lực bù trừ những nghiệp tội khổ sẽ được chuyển hóa biến họa thành phúc. Khi một người chết trong 49 ngày cha mẹ thân quyến làm nhiều phước duyên hồi hướng người mất, chính nhờ phước đức hương linh thoát khỏi các đường xấu dữ sinh lên cõi trời nếu sinh làm người hưởng nhiều an vui, còn người thân quyến trong đời hiện tại được nhiều lợi ích không thể nghĩ bàn chính vì lẽ này trước Đức Như Lai tám bộ rồng trời người và loài khác, con xin khuyến cáo người cõi diêm phù trong suốt thời gian người thân gần mất tất cả thân thuộc phải luôn cẩn thận. Đừng giết sinh linh, đừng tạo nghiệp giữ đừng tế quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sự sát hại cầu cúng ma quái không tạo mãi phước cho người sắp chết, trái lại chỉ kết thêm nhiều nghiệp xấu càng nặng hơn thôi. Nếu người sắp chết hoặc là đời trước hay đời hiện tại đang trong tiến trình đạt được quả thánh, sẽ sinh cõi cõi trời hoặc sinh cõi người với nhiều phước duyên, nhưng lúc lâm chung cha mẹ bà con tạo nhiều ác nhân làm cho người chết vạ lây vướng mắc nên chậm đối chất hoảng đường tái sinh vào chốn an lành. Huống người sắp chết trong lúc còn sống không chút nghiệp lành, cứ theo nghiệp ác do họ tạo ra phải chịu quả khổ trong các đường dữ. Nỡ nào thân quyến cha mẹ bà con lại bồi thêm nghiệp thêm phần nặng nề cũng như tình huống người từ xa đến lương thực đã cạn suốt ba ngày đêm, lại phải vác nặng gần mức trăm cân vậy mà khi gặp được người hàng xóm lại bị chất thêm ít đồ vật nữa, nên người xa xứ càng nặng nề hơn khốn đốn bội phần. Bạch Đức Thế Tôn con nhận thấy rằng, người cõi diêm phù nếu biết làm lành theo lời Phật dạy dầu bằng sợi lông hay một giọt nước hoặc một hạt cát hay chỉ mảy bụi cũng được lợi ích theo luật nhân quả. Kẻ còn người mất đều lợi lạc, Bồ Tát Địa Tạng vừa mới dứt lời ở trong pháp hội có vị trưởng giả tên là Đại Biện, chứng được quả giác đã từ lâu nay hóa độ mọi người khắp mười phương cõi chắp tay cung kính thưa ngài địa tạng người diêm phù này sau khi qua đời bà con lớn nhỏ làm phước cho họ cúng dường trai tăng tạo các duyên lành nhờ đó hương linh có được siêu thoát bồ tát địa tạng từ tốn đáp rằng này ông trưởng giả tôi nương oai thần của đức thế tôn vì các chúng sinh đời này đời sau sẽ nói sơ lược về điều vừa hỏi trong đời tương lai người nào sắp chết nghe được danh phật độc giác bồ tát bất luận tội nghiệp chỉ cần tỉnh thức đều được siêu thoát bất luận nữ nam trong lúc sinh tiền không làm nghiệp lành gây nhiều tội lỗi sau khi qua đời bà con lớn nhỏ tu tạo phước lành gieo nhân thánh thiện thì trong bảy phần người chết hưởng một sáu phần còn lại người làm tự hưởng theo nguyên lý này đời này đời sau bất cứ nam nữ phải gắn tu trì theo lời hướng dẫn để hưởng trọn phần công đức đã làm vô thường chết chóc là con quỷ dữ đến không hẹn trước trong cảnh mịt mù chơi vơi nghiệp thức chưa rõ tội phước suốt bảy tuần thức như ngay như điếc, trong thời gian này bản thân nhân quả sẽ tự thẩm định cứ theo nghiệp tạo cảm nhận quả báo không hề sai sót. Khi luật nhân quả đang tự thẩm định biết bao sầu khổ đã xuất hiện rồi, huống chi sau đó bị đọa lạc vào các cảnh giới xấu. Thần thức người chết trong bảy tuần thức chưa được đầu thai, luôn luôn trong đợi thân quyến cốt nhục tu đức tạo phước để cứu vớt họ. Qua thời gian này, tất cả hương linh phải tùy theo nghiệp tiếp nhận quả báo không hề lẫn lộn. Nếu người vừa chết có nghiệp tội lỗi dẫu trăm ngàn năm không có một ngày mong được thoát khỏi, kẻ gây trọng tội năm nghiệp vô gián phải bị đọa vào nhiều loại ngục tù chịu mọi cực hình trong muôn nghìn kiếp không có ngày ra. Lại nửa trưởng giả người tạo nghiệp tội sau khi qua đời bà con thân quyến cúng dường trai tăng để cầu phước lành thì lúc chuẩn bị chớ có đổ vải nước gạo lá rau lên láng trên đất nhất là phẩm vật chưa hiến cúng Phật và hàng đại tăng thì đừng ăn trước. Ăn trước trái phép hoặc làm không sạch thì người cúng dường hồi hướng hương linh sẽ không được phần phước đức nào cả. Phẩm vật cúng dường phải giữ tinh khiết dân cúng đức Phật và các hiền tăng. Trong số 7 phần công đức tác tạo, người chết hưởng được một phần công đức. Vì thế mọi người trong châu Diêm Phù, vì thương cha mẹ, người thân đã mất thiết trai cúng dường thành tâm cầu nguyện với lòng cẩn trọng. Làm phước như vậy, kẻ còn người mất đều được lợi ích. Khi Ngài Địa Tạng nói lời này xong, vô số quỷ thần thuộc cõi Diêm Phù đang có mặt tại cung trời đao lợi đều phát khởi tâm tuệ giác vô thượng. Trưởng giả đại biện vô cùng hoan hỷ vâng theo lời dạy đảnh lễ lui ra. Phẩm 8. Vua Diêm La khen ngợi Quỷ vương vân tập trong thời gian này vô số chú quỷ trong núi thiết vi tháp tùng diêm la lên cung đao lợi đến chỗ đức phật trong số quỷ vương đáng kể nhất là quỷ vương ác độc quỷ vương ác nhiều quỷ vương cọp dữ quỷ vương cọp trắng quỷ vương cọp huyết quỷ vương cọp đỏ quỷ vương gieo họa quỷ vương phi thân quỷ vương ánh điện quỷ vương nanh sói quỷ vương ngàn mắt quỷ vương ăn thú quỷ vương vác đá quỷ vương chủ hao quỷ vương chủ họa quỷ vương chủ phước quỷ vương chủ ăn quỷ vương chủ tài quỷ vương chăn nuôi, quỷ vương chủ chim, quỷ vương chủ thú, quỷ vương chủ mị, quỷ vương chủ sinh, quỷ vương chủ mạng, quỷ vương chủ bệnh, quỷ vương tai nạn, quỷ vương ba mắt, quỷ vương bốn mắt, quỷ vương năm mắt, quỷ kỳ lợi thất, quỷ đại kỳ lợi, quỷ kỳ lợi xoa chú, quỷ đại kỳ, quỷ anatra, quỷ đại ana. Mỗi vị quỷ vương như vừa nêu trên đều có tiểu quỷ quyến thuộc tháp tùng Số đến trăm ngàn ai cũng chức trách có quyền hành riêng cung kính chắp tay đứng qua một phía diêm la bạch phật bấy giờ diêm la quỳ gối chắp tay cung kính bạch rằng bạch đức thế tôn hôm nay chúng con nhờ thần lực người và ngài địa tạng mới được có mặt tại cung đao lợi thật là diễm phúc cho quỷ chúng con hôm nay con có một hoài nghi nhỏ dám xin thỉnh người từ bi chỉ dạy đức phật dạy rằng cho phép ông hỏi như lai vì ông trình bày rõ ràng để ai có mặt đều được lợi lạc bây giờ diêm la chim ngưỡng đánh lễ thân đức thế tôn rồi liền hướng về bồ tát địa tạng sau đó bạch phật bạch đức thế tôn con thấy địa tạng ở trong năm đường dùng muôn phương tiện cứu người tội khổ không từ mệt nhọc Bồ Tát địa tạng có phép thần thông không thể nghĩ bàn, nhưng sao chúng sinh vừa thoát khỏi khổ chưa được bao lâu lại bị tái đọa vào các đường dữ? Bạch Đức Thế Tôn thần lực phương tiện của Ngài địa tạng nhiệm màu như thế, tại sao chúng sinh chẳng chịu nương về con đường đạo đức để được giải thoát mãi mãi về sau? Cuối sinh Thế Tôn dạy cho chúng con hiểu rõ ngọn ngành. Cứu người thoát hiểm Đức Phật dạy rằng hỡi này Diêm La người cõi Diêm Phù tính khí ngang bướng rất khó giáo dục, rất khó cải hóa. Bồ Tát Địa Tạng trong hàng ngàn kiếp cứu từng người một giúp cho giải thoát người bị nghiệp chướng xa vào nẻo giữ bồ tát địa tạng dùng phép phương tiện nhổ gốc nghiệp duyên giúp cho họ hiểu nhân quả nghiệp báo gắn đời sống trước nguyên do là vì chúng sinh diêm phù quen thói nghiệp giữ tạo tội quá nặng nên vừa được ra chưa được bao lâu lại nghiện nghiệp cũ quay về đường xấu gây bao nhọc nhằn cho ngài địa tạng trải bao kiếp số cứu độ cho họ thảy được an vui Ví người đảng trí quên mất nhà mình lạc vào đường hiểm có quỷ giả dạ xoa, cọp, sói, sư tử, rắn độc, bò cạp và nhiều thú dữ trong khoảng thời gian sắp sửa bị hại bậc thiện trư thức biết nhiều thuật giỏi trừ độc giải hại thậm chí có thể chuyển hóa quỷ dữ và loài ác độc gặp người lạc đường đang vào đường hiểm liền vội bảo rằng ô hay này bạn có duyên sự gì vào đường hiểm nạn ông có phép thuật có thể chế ngự độc hại được chăng người đang làm đường nghe lời hỏi trên mới biết mình đang rơi vào đường hiểm bèn vội lùi bước mong thoát đường hiểm vị thiện tri thức nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối ra khỏi hiểm nạn thoát mọi độc hại đến được đường tốt muôn phần an ổn rồi mới nhắn rằng này người lạc đường từ nay trở đi chớ nên tái bước vào đường hiểm nữa vì khi đã vào khó thể ra được lại phải mất mạng người lạc đường đó sinh lòng cảm trọng vì ơn cứu mạng lúc từ biệt nhau vị thiện tri thức ôn tồn can dặn nếu gặp người nào bất luận thân sơ nam nữ lão ấu nên bảo họ biết con đường hiểm nạn lắm nhiều độc dữ vào sẽ mất mạng đừng để họ tự lui tới chỗ chết Bồ Tát Địa Tạng lòng từ vĩ đại cứu giúp mọi loài đang vương tội khổ, thoát khỏi đường dữ sinh làm trời người hưởng sự yên vui vô cùng tuyệt hảo người vương khổ lụy cảm nhận khốn đốn trong con đường hiểm khi được thoát ra không bao giờ muốn lê bước vào nữa khi gặp người khác đang dấn bước vào liền vội khuyên can lấy mình làm chứng đã từng lỡ bước lâm vào đường hiểm nay thoát ra khỏi không chút ham muốn vào đường đó nữa nếu còn lê bước vào con đường xấu là quá mê lầm vì không nhớ rằng chính đường hiểm này đã suýt tạo ra cảnh huống mất mạng Tương tự như vậy, chúng sinh đọa lạc vào các đường ác. Bồ Tát Địa Tạng dùng mọi phương tiện cứu cho thoát khỏi sinh làm trời người, rồi lại xa vào con đường xấu ác, nếu nghiệp quá nặng phải ở tù ngục không biết bao giờ mới được thoát khỏi. Quỷ Vương Phát Nguyện Bây giờ quỷ vương ác độc chấp tay cung kính thưa Phật, bạch đức thế tôn chú quỷ chúng con số nhiều vô lượng tại châu diêm phù có kẻ giúp đời có kẻ hại người hạnh nghiệp khác nhau do vì nghiệp báo quyến thuộc chúng con đi qua cảnh giới ác nhiều lành ít qua nhà cửa ai đô thị làng xóm trang trại phòng ốc nếu có kẻ nào bất luận nam nữ biết làm việc thiện bằng mảy long tóc biết treo tràng phan trang hoàng bảo cái sắm sửa hương hoa cúng dường tượng Phật thanh văn Bồ Tát, thọ trì đọc tụng đốt hương cúng dường bài kệ câu kinh, thì quỷ chúng con đảnh lễ người đó như kính lại Phật trong ba thời gian quá khứ hiện tại và đời tương lai. Chúng con ra lệnh cho tiểu quỷ vương có năng lực lớn, cho kẻ chức trách trong khu vực ấy giữ gìn bảo hộ không cho việc giữ thiên tai nạn ách bệnh tật hiểm nghèo. Việc không vừa ý không thể đến gần nhà cửa người lành huống là xâm nhập. Đức Phật khen ngợi các quỷ vương rằng lành thay tốt thay quỷ vương các ông và vua Diêm La phát tâm hộ vệ tất cả mọi người, như Lai sẽ khuyên đế thích phạm vương bảo hộ các ông. Thay giáo và tạo phước Phật vừa dứt lời quỷ vương chủ mạng Bạch Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn nghiệp duyên của con chủ trì mạng sống tuổi thọ loài người trong diêm phù đề, sinh cũng như chết con đều giám sát, tâm nguyện của con là muốn làm lợi lạc cho tất cả loài, tại vì chúng sinh không hiểu ý con nên sinh và chết đều không được yên. Muốn được lợi lạc mẹ tròn con vuông trong lúc mang thai cho đến sinh con không kể nam nữ, cha mẹ làm lành tu tạo phước đức sẽ mang lợi lạc cho cả gia đình. Quỷ thần hoan hỷ ủng hộ mẹ con bình yên vô sự thân bằng quyến thuộc đều được lợi ích. Khi hạ sinh rồi lại càng thận trọng tránh sự giết hại vì khẩu vị ngon cung cấp sản phụ, nhóm họp thân quyến ăn thịt uống rượu chơi bời sướng hát những việc làm trên ảnh hưởng không tốt cho mẹ lẫn con vì lúc sinh nở vô số quỷ dữ ma quái yêu tinh muốn ăn huyết tanh nhờ con chỉ đạo thần linh khu vực che chở bảo hộ cho mẹ lẫn con đều được yên vui và nhiều lợi ích lẽ ra sản phụ và người thân quyến khi được an vui đáng phải làm phước đáp tạ thổ địa đằng này ngược lại sát hại sinh vật tụ tập người thân ham vui ăn nhậu nghiệp sát đã tạo tai vạ sẽ vương mẹ con đều tổn lúc chết nên làm lành Ai sắp qua đời bất luận lành dữ, con đều muốn họ khỏi xa đường dữ. Huống hồ là người biết trồng cõi phúc tạo thêm năng lực cho quỷ chúng con. Trong cõi diêm phù, người biết làm lành khi sắp qua đời còn có trăm ngàn quỷ thần độc ác, giả dạng cha mẹ hoặc bà con thân dẫn dắt thần hồn xa vào đường dữ. Huống chi những kẻ chỉ biết làm ác thì khó thoát khỏi. Bạch Đức Thế Tôn Người sắp qua đời nghiệp thức hôn mê không biện bạch được lẽ lành điều dữ, mắt tay mũi lưỡi không còn năng lực thấy nghe ngửi biết tất cả thân nhân của người lâm chung nên biết cúng dường độc tụng kinh điển trì niệm danh hiệu phật và bồ tát nhờ phúc lành này tạo ra năng lực giúp cho người chết thoát khỏi đường ác các loài ma quỷ thảy đều lùi bước không thể làm hại bạch đức thế tôn hết thảy mọi người khi sắp qua đời nếu nghe danh hiệu phật và bồ tát hoặc một câu kinh hay một bài kệ kinh điển đại thừa theo chỗ con thấy thì những người ấy ngoài năm nghiệp nặng đáng ngục vô gián và nghiệp sát hại, còn những nghiệp ác tương đối nhỏ hơn đáng lẽ phải xa vào các đường dữ nhưng nhờ phước đức tức khắc giải thoát. Không quên nguyện lớn Đức Phật liền bảo quỷ vương chủ mạng, do vì ông có đức từ bi lớn phát nguyện vĩ đại ở trong sống chết cứu độ mọi loài, về đời sau này dù nam hay nữ lúc sinh hay tử, ông đừng chối bỏ thệ nguyện lớn này, hãy hộ vệ họ thoát khỏi tai họa vĩnh viễn yên vui. Quỷ Vương chủ mạng Bạch Đức Phật rằng, xin đức Thế Tôn tin tưởng an tâm, con nguyện suốt đời ủng hộ loài người trong lúc sinh nở hay lúc lìa đời đề đều được an vui không còn khổ lụy, con luôn cầu nguyện cho tất cả loài lúc sinh hay chết hãy tin lời con sẽ được giải thoát và ích lợi lớn. Đức Phật Thọ ký Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng, vị đại quỷ vương cai quản tuổi thọ của mọi người đây, đã trăm ngàn đời làm chúa ngàn quỷ lớn ở trong sinh tử bảo hộ mọi loài. Vì lòng từ bi và thệ nguyện lớn, vị đại Bồ Tát hiện thân quỷ vương thật không phải quỷ như nghĩa từ này. Sau thời gian này, một trăm bảy kiếp vị Bồ Tát này sẽ thành quả Phật với danh hiệu đẹp vô tướng như lai. Kiếp tên an lạc nước tên tịnh trụ tuổi thọ của phật dài muôn kiếp số không thể đếm hết bồ tát địa tạng việc của chú quỷ chủ về sinh mạng không thể nghĩ bàn vì sự lợi lạc mang đến cho đời hàng trời và người được vị độ ấy không thể kể hết phẩm chính xưng tụng danh hiệu các phật trong hội bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng cung kính bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn nay con vì đời nói việc lợi ích trong lúc sống chết, giúp cho mọi người được phước lợi lớn, cuối sinh Thế Tôn cho phép con nói cho tròn thể nguyện. Đức Phật dạy rằng hỡi này địa tạng, này ông phát khởi lòng từ bi lớn thương kẻ tội khổ trong năm đường dữ, diễn nói các việc không thể nghĩ bàn bây giờ đúng lúc ông nên trình bày nếu ông có thể làm xong nguyện lớn dù ta niết bàn khỏi phải lo lắng đến tất cả loài hiện tại tương lai Bồ Tát Địa Tạng Bạch Đức Thế Tôn. Trong thời quá khứ lâu xa về trước, có Phật ra đời hiệu vô biên thân. Bất luận nam nữ nghe danh hiệu Phật sinh tâm cung kính thì liền vượt qua tội nạn sinh tử trong 40 kiếp. Huống chi là người đắp vẽ hình tượng cúng dường tán thán phước nhiều vô biên. Lại trong quá khứ cách nay nhiều kiếp có Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Bất kỳ là ai nghe danh hiệu Ngài phát tâm nương tựa trong khảy móng tay người này được phước không còn lui sụp ánh đạo tuệ giác. Lại trong quá khứ có Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai, bất cứ là ai niệm danh hiệu ngài thoáng qua lỗ tai nhờ phước lực này, Hình lên sáu cõi tầng trời dục giới huống người chí tâm trì niệm danh hiệu, lại trong quá khứ không thể nhớ biết có Phật ra đời hiệu Sư Tử Hống, nam tử nữ nhân nghe danh hiệu ngài phát tâm quy y dẫu trong chốc lát sẽ được chư Phật xoa đầu thọ ký lại trong quá khứ có phật ra đời hiệu câu lưu tôn bất cứ là ai nghe danh hiệu ngài chí thành lễ bái tán dương ca ngợi nhờ công đức này người ấy trong hội của ngàn đức phật thuộc hiền kiếp này làm vị phạm vương tiếp nhận thọ ký của nhiều đức phật lại trong quá khứ có Phật ra đời hiệu Tỳ bà Thi, người nam hay nữ nghe danh hiệu ngài dù trong chốc lát không còn xa đọa vào năm đường dữ, sinh ra làm người hay sinh cõi trời hưởng sự an vui tuyệt diệu vô cùng. Lại trong quá khứ hàng xa kiếp số có Phật hiệu là Bảo Thắng Như Lai, bất luận nam nữ nghe danh hiệu ngài không còn xa đọa vào các đường dữ, thường sinh cõi trời hưởng ngàn an vui vô cùng tuyệt diệu lại trong quá khứ có Phật hiệu là Bảo Tướng Như Lai, bất luận là ai được nghe hiệu Ngài sinh lòng tôn kính sống trong chánh niệm chẳng bao lâu sau chứng A-La-Hán. Lại trong quá khứ vô lượng kiếp số có Phật ra đời hiệu ca sa tràng, người nam hay nữ nghe danh hiệu Ngài thoát khỏi tội lỗi sinh tử trăm kiếp. Lại trong quá khứ có Phật hiệu là Đại Thông Sơn Vương, nam tử nữ nhân nghe danh hiệu ngài sẽ gặp nhiều phật được nghe pháp màu một cách đầy đủ nhờ đó chứng đắc đạo quả bồ đề lại trong quá khứ có nhiều phật như tịnh nguyệt như lai sơn vương như lai trí thắng như lai tịnh danh vương phật trí thành tựu phật vô thượng như lai diệu thanh như lai mãn nguyệt như lai nguyệt diện như lai các đức như lai nhiều không kể hết bạch đức thế tôn trong đời hiện tại và đời vị lai tất cả trời người bất cứ là ai niệm danh một phật được nhiều công đức huống chi trì niệm danh hiệu nhiều Phật. Những người như thế lúc chết tái sinh được phước đức lớn không còn đọa xa vào các đường dữ. Nếu có người nào đến lúc sắp chết thân bằng quyến thuộc dầu chỉ một người vì người bệnh đó cất tiếng niệm Phật, ngoài năm nghiệp dữ đáng tội vô gián, các nghiệp dữ khác thảy đều tan biến khỏi chịu quả khổ. Năm thứ nghiệp giữ đáng tội vô gián tuy rất nặng nề, lẽ ra chịu khổ trong các ngục tù trải qua ức kiếp vẫn chưa thoát khỏi, nhưng lúc sắp chết có người xưng niệm danh hiệu của Phật nên nghiệp giữ ấy dần tiêu tan hết. Huống người tự mình phát tâm trì niệm danh hiệu của Phật thoát khỏi tội khổ được phước vô lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện quyển trung hết. Hạnh Địa Tạng rộng sâu khôn tả, cầm gậy vàng hóa độ chúng sinh khổ đau tù ngục tan nhanh, siêng tu đạo giác trầm luân không còn. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp. Kinh tinh hoa trí tuệ quán tự tại thực hành trí tuệ, bát nhã ba la mật sáng ngời, bấy giờ Bồ Tát quán soi, thấy rằng năm uẩn ba đời đều không, vượt tất cả các vòng khổ ách, hãy nghe này xá lợi Phất ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc sắc không vốn đồng, cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thấy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhơ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì, trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ Họ tưởng hành thức trong không, mắt tay mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn, không nhãn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thực tình cũng không, không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu, bấy lâu Bồ Tát dựa vào, trí ba la mật thẩm sâu thực hành mọi chướng ngại quanh mình tan biến mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh xa lìa mộng tưởng đảo điên niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn bát nhã ấy rõ ràng trí tuệ mà ba đời chư phật nương vào chính thành quả giác tối cao nên xem bát nhã thâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất, lời chú thần rất mực quang minh, chú thần cao cả anh linh là lời thần chú thật tình cao siêu, trừ dứt được mọi điều đau khổ, đúng như vậy muôn thuở không sai, ngài liền tuyên nói chú này để người trì niệm sáng bài chân tâm, gát tê gát tê para gát tê para sam gát tê Gatte gatte para gatte para sam gatte bodhi swaha. Gatte gatte para gatte para sam gatte bodhi swaha. Niệm Phật A Di Đà Phật sắc thân vàng, tướng tốt không gì thể sánh ngang, mắt biết lắng trong trùng bốn biển, tu di rực rỡ ngập hào quang, trong ánh quang minh vô số Phật, ứng thân Bồ Tát hiện vô vàng, 48 nguyện vì sanh chúng, chín loại noi đường bến giá sang, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám Di Đà Muốn đi có một đường này nhất tâm niệm Phật có ngày thoát qua, tụng kinh niệm Phật chi đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao, năng trừ tám vạn trần lao tham thiền trì chú Pháp nào cũng thua, di đà xưa cũng làm vua bỏ ngôi bỏ nước vào chùa mà tu, xét ra từ kiếp đã lâu hiệu là Pháp tạng tỳ kheo đó mà, trong khi Ngài mới xuất gia 48 nguyện phát ra một lần, nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sinh, vì thương thế giới bất bình nên nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi, thầy là bảo tạng Như Lai bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà chi Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang, mở ao chính phẩm sen vàng xây thành bát bửu đổ đàn thất trân, lưu ly quả đất sáng ngần lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm, hoa trời rưới cả ngày đêm có cây rất quý có chim lạ kỳ, lạ lùng cái cảnh phương Tây mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua, phong quan vui vẻ bốn mùa nước reo pháp Phật giáo khu nhạc trời di đà có thể một lời mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh Mười phương ai phát lòng thành nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài, hằng ngày trong lúc khô mai niệm từ 10 tiếng đến vài 300, khi đi khi đứng khi nằm chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyền. nguyện. Nguyễn Sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây phương, đến khi thọ mạng vô thường thì ngài phóng ngọn hào quang rực liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì đêm đêm thông thả ngày ngày thảnh thơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời

một lòng dưỡng niệm di đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao năng trừ tám vạn trần lao niệm thời phải tính cách nào cho hay tham lam giết bỏ mê si tĩnh tâm niệm phật việc gì cũng an niệm phật tội nghiệp tiêu tan những điều tai họa khỏi mang vào mình niệm phật phát huệ thông minh bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng niệm phật cứu được tổ tông ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê niệm phật hoan hỷ mọi bề thương người lẫn vật chẳng hề khác nhau niệm phật nhớ trước biết sâu thông minh sáng suốt trí cao lòng hiền Niệm Phật ắt gặp phước duyên tài danh chẳng nhiễm bình yên cửa nhà. Niệm Phật chẳng sợ tà ma những hàng yêu quái tránh xa chẳng cùng. Niệm Phật được lợi ích chung gặp loài ác thú hóa hung ra hiền. Niệm Phật thân thể được yên trong khi tỉnh tọa tham thiền tâm minh. Niệm Phật chẳng có chống kình nhu hòa là pháp đã in vào lòng. Niệm Phật mười tiếng cũng xong hành theo nhân quả ý mong giúp đời. Niệm Phật phổ độ khắp nơi lợi mình lợi kẻ trời người mến thương. Niệm Phật lòng dạ hiền lương từ bi hỷ xã dẫn đường chúng sanh niệm phật rõ thấu ngọn ngành biết từ kiếp trước rõ rành đời sau niệm phật như kẻ thả phao trôi qua khổ ải trần lao khỏi chìm bước lên bờ giá trang nghiêm thấy toàn phật thánh chớ tìm đâu xa niệm phật ác phật rước ta về nơi an dưỡng một nhà vui thay nhắc người niệm phật đó đây chí tâm niệm phật có ngày thoát thân sám nhất tâm một lòng mỏi mệt không nài cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa cha lành vốn thiệt di đà soi hào quang tịnh chói lòa thân con thẩm sâu ơn Phật hằng còn con nay chánh niệm lòng son một bề, nguyện làm nên đạo Bồ đề chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương. Phật xưa lời thệ tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, thệ rằng ai phát lòng thành nước ta báu vật để dành các ngươi. Thiện nam tín nữ mỗi người chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước đến nước ta thề không thành Phật ắt là không sai, bởi vì tin tưởng Như Lai có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng. Lời thề biển rộng mênh mông nhờ nương Đức Phật thoát vòng trần lao, tội mòn như đá mài dao phước lành thêm lớn càng cao càng dày, cầu cho con thác biết ngài biết giờ biết khắc biết rày tánh linh, cầu cho bệnh khổ khỏi mình lòng không triệu mến chuyện tình thế gian cầu cho thần thức nhẹ nhàng in như thiền định họ bàn thủa xưa đài vàng tay phật bưng chờ các ông bồ tát bấy giờ đứng trong rước con thiệt đã nên đông nội trong dây lát thảy đồng về tây xem trong cõi phật tốt thay hoa sen đua nở tánh nay sạch trần hội này thấy phật phân thân đã nghe pháp nhiệm tinh thần sáng trưng quyết tu độ chúng phàm dân đủ lời thệ nguyện phật ân rộng dài phật thề chắc thiệt không sai cầu về tịnh độ ai ai tin lòng nguyện về tịnh độ một nhà hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình hoa nở rồi biết tánh linh các ngài bồ tát bạn lành với ta sám phát nguyện nương Phật A Di Đà nơi bản môn màu nhiệm con dốc lòng quay về duy trì nguồn chánh niệm con đã nguyện trở lại nương Phật A Di Đà cuối sinh Phật nhiếp thọ cõi tịnh độ bày ra xin lấy đuốc ánh sáng soi vào tâm tư con xin lấy thuyền thọ mạng chuyên chở hình hài con cho sự sống an lạc cho lý tưởng vẹn toàn xin Phật luôn bảo hộ để tâm không buông lơi cho con phá tà kiến làm phiền não rụng rơi trong giây phút hiện tại có Phật trong cuộc đời tịnh độ đi từng bước vững chải và thảnh thơi hiện tại sống chánh niệm tịnh độ đã thật rồi sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui niệm phật a di đà được nhất tâm bất loạn chính phẩm sen hiện tiền tự tha đều thọ dụng biết trước giờ mạng chung tâm con không nao núng thân con không bệnh khổ ý con không ngại ngùng di đà cùng thánh chúng tay nâng đóa sen vàng có mặt trong dây lá, cùng lên đường thông dong sen nở là thấy phật tịnh độ là quê hương của sinh phật chứng giám hành trì không buông luôn sám tống tán cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn, kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi, người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có, có rồi hoàng không, chim bao khéo khuấy lạ lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn bã thế ni hình dung mới đó bữa nay đâu rồi, khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ lặng ngắt như trồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào lượt dắt trăm cài bây giờ gửi sát ra ngoài gò hoang, khi nào trao ngọc chút vàng bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh khi nào mắt đẹp mài xanh bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu khi nào lên gác xuống lầu bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh khi nào liệt liệt oanh oanh bây giờ một trận tan tành gió mưa khi nào ngựa lọc xe lừa bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng khi nào ra trướng vào màn bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa khi nào mẹ mẹ cha cha bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng khi nào vợ vợ chồng chồng bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn khi nào cháu cháu con con bây giờ hai ngã nước non xa vời khi nào cúc nhục vẹn mười bây giờ lá héo nhành tươi vui gì khi nào bạn hữu sum vầy bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiêu cái thân như tất bóng chiều như chùm bọt nước phập phều biển khơi xưa ông bành tổ sống đời tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu sang mà đến bậc công hầu giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng nghèo mà đói khát lạnh luồn khổ mà tóc cháy da phòng trần ai phù du sớm tối một mai giàu sang cũng thác sạc sài cũng vong thông minh tài trí anh hùng si mê dạy dột cũng chung một gò biển trần nhiều nỗi gây go mau mau nhẹ gót qua đò sông mê sự đời nên chán nên chê tầm nơi giải thoát mà về mới khôn lắng tâm quyết tỏ nguồn chân gương xưa lau sạch không còn trần ô tu hoành phải đợi kiếp mô song tình biển ái đã khô bao giờ lửa là phải ngộ thiền cơ mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu nguồn tâm phải tỏ trước sau nguyện cho thành phật để mau độ đời ban niệm an lạc muôn nơi niết bàn tỏ ngộ sáng ngời chân tâm hồi hướng công đức tụng kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh nguyện cho tất cả hàm linh thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền nguyện tiêu ba chướng não phiền được nguồn trí tuệ phá xiền vô minh nguyện trừ tội chứng điêu linh hạnh lành bồ tát thường tin tấn làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha hoa nở thế phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ trang hòa pháp thân phục nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô giáo chủ cõi u minh bậc hạnh nguyện lớn độ sinh thoát nàng bao nhiêu hạnh nguyện rộng xa độ sanh tất cả về tòa kim liên nguyện hương linh sớm được an lành nghe kinh kệ siêu sinh tịnh độ vượt qua bể khổ thoát khỏi ta bà sen vàng chính phẩm nở hoa pháp thân phật di đà thọ ký Chúng con nhất tâm cầu nguyện, bốn loài sinh trên đất tình, ba cõi thác hóa tòa sen, hàng sa ngạ quỷ chứng tam thiền, vạn loại hữu tình lên thập địa. Khắp nguyện, người mất siêu sinh kẻ còn phúc lạc, năm châu an định bốn biển thanh bình, tình với vô tình đều thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật đảnh lễ ba ngôi báu con xin nương tựa phật bậc phước trí viên thành cầu tất cả chúng sanh giác ngộ pháp tâm lành con xin nương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau